Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tiết Thanh Minh năm 2021 là ngày nào? Trong ngày Thanh Minh nên làm gì và kiêng kỵ những gì? Thanh Minh là một dịp lễ thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Việc Tiết Thanh Minh năm 2021 là ngày nào, có ý nghĩa ra sao, nên làm gì và cần kiêng kỵ những điều gì? Mời các bạn cùng Địch Nghề Tốt khám phá ngay sau đây! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Địch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tiết Thanh Minh năm 2021 là ngày nào? Tiết Thanh Minh là một trong hai tử tiết khí trong năm diễn ra sau tiết Xuân Phân và trước tiết Cốc Vũ. Thông thường, tiết Thanh Minh sẽ bắt đầu từ ngày mùng 4 hay ngày mùng 5 tháng 4 và kết thúc vào khoảng ngày 20 đến 21 tháng 4 dương lịch. Vậy, ngày Thanh Minh trong năm 2021 sẽ là ngày nào? Theo lịch vạn niên, tiết Thanh Minh năm Tân Sửu 2021 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau, tính theo dương lịch, là bắt đầu từ ngày thứ hai, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021, tức ngày 24 tháng 2 âm lịch. Sẽ kết thúc vào ngày thứ năm, tức ngày 19 tháng 4 năm 2020 dương lịch, tương ứng với ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch. Như vậy, ngày Thanh Minh năm 2021 sẽ rơi vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Vậy, ngày Thanh Minh năm 2021 là ngày tốt hay ngày xấu? Theo lịch vạn niên, ngày Thanh Minh năm 2021 là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 là ngày 24 tháng 2 âm lịch, ngày này trục bình, tốt mọi việc. Ngày Thanh Minh năm 2021 là ngày Quý Mùi, tức chỉ khắc can, là ngày hùng. Trong ngày này, những người tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đình Hợi, Đình Tỵ bị xung ngày nên lưu ý cân nhắc công việc trong ngày để không gặp chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Nếu có ý định tiến hành chuyện lớn thì nên chọn các khung giờ hoàng đạo như sau để đón lành tránh dữ. Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, Đình Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng xuất hành tốt trong ngày đó là hướng Đông Nam, là hướng của Hỷ Thần. Tài Thần sẽ là hướng Tây Bắc. Gia chủ nếu trong ngày Thanh Minh 2021 có ý định cầu tài, hỷ, cầu hỷ thì nên xem xét thêm các yếu tố này. Xem ngày tốt xấu trong dịp Tết Thanh Minh năm 2021. Trong thời gian diễn ra tiết Thanh Minh năm 2021, vận trình từng ngày tốt xấu ra sao, nên làm việc gì và tránh làm gì không phải ai cũng nắm được. Vậy hãy cùng Địch Nghề Tốt tìm hiểu kỹ vấn đề này để bạn chủ động tiến hành thực hiện các việc quan trọng một cách thuận lợi và may mắn ngay sau đây. Thanh Minh là dịp lễ gì? Thanh Minh là tiết khí thứ 5 trong hai tử tiết khí trong năm. Theo tiếng Hán, Thanh có nghĩa là trong, còn Minh có nghĩa là sáng. Ghép hai từ này thì Thanh Minh được hiểu đơn giản là ngày mà trời quang mây tạnh, khí trời trong sáng và thanh khiết. Nó thường rơi vào khoảng thời gian sau lập xuân 45 ngày hoặc sau đồng chí 105 ngày là ngày đầu tiên của tiết khí gọi là Tết Thanh Minh. Thanh Minh tuy không phải là một trong những dịp lễ Tết lớn nhất trong năm nhưng lại mang nét văn hóa gắn với truyền thống đạo đức của người Việt. Đây là dịp để mỗi người dân Việt bày tỏ tấm lòng biết ơn, tôn kính với ông bà tổ tiên. Trong dịp lễ này, các hoạt động báo hiếu, trả nghĩa, đền đáp phần nào ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên được tổ chức rất long trọng. Hay nói cách khác, dịp Tết Thanh Minh còn coi là ngày giỗ tổ chung của mọi người. Đây là dịp để con cháu báo hiếu, trả nghĩa, cũng gọi là phần nào để đền đáp công nghĩa sinh thành, thể hiện sự hiếu kính của tổ tiên, ông bà. Ý nghĩa của dịp Tết Thanh Minh.
Tết Thanh Minh gắn liền với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Đây là dịp để những người còn sống tưởng nhớ công lao của ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Trong ngày này, con cháu cùng hướng về tổ tiên cội nguồn bằng cách đi tảo mộ, dọn dẹp, sửa sang lại ngôi mộ của người đã khuất. Theo đúng phong tục, trước khi tiến hành tảo mộ, con cháu cần chuẩn bị mâm lễ vật gồm đèn, nhang, hoa quả dâng lên người đã khuất, mong tổ tiên nhận và phù hộ con cháu luôn mạnh khỏe, bình an và phát tài phát lộc. Đặc biệt, những gia đình muốn khai quật hay xây dựng lại mồ mả cần đợi đến ngày Thanh Minh mới được phép động thổ. Điều này là nguyên tắc được ông bà khi xưa đặt ra để con cháu tránh gặp phải tai ương, xui xẻo khi động đến mộ phần của người đã khuất. Những điều kiêng kỵ trong dịp Thanh Minh năm 2021. Tiết Thanh Minh cũng được xem là dịp tảo mộ dịp đầu xuân, nên cũng có một số điều kiêng kỵ mà bạn cần biết để tránh phạm xui trong dịp lễ như thế này. Không nên đi cúng ở những nơi heo hút. Theo quan niệm phong thủy thì những nơi như vậy thường dễ nhiễm âm khí, nên đi ở những con đường mọi người thường đi và nên đi đông người. Không được phá hoại cảnh quan xung quanh. Khi đi tảo mộ, không được dẫm đạp lên phần mộ của người khác, cũng không được phá hoại đồ thờ cúng ở đó. Con gái trong thời kỳ hành kinh không nên đi tảo mộ, những người có thai hoặc đau ốm cũng không nên đi. Mộ phần tổ tiên cũng được quét dọn sạch sẽ, nhớ làm sạch cỏ dại và vun đất, thêm đất mới. Không được cười đùa, chụp ảnh trước những ngôi mộ. Không mặc quần áo, sặc sỡ khi đi tảo mộ. Khi về nhà nên đốt giấy và bước qua đống giấy đang đốt hoặc đưa qua đưa lại quanh người để loại bớt âm khí. Tránh đi tảo mộ vào chiều tối, nhất là không đi đêm. Không mua giày trong dịp này bởi trong tiếng Trung, chữ giày và tà phát âm giống nhau. Thanh Minh năm 2021 nên làm gì? Đi tảo mộ. Trong dịp Tết Thanh Minh năm nay, con cháu tới mộ phần của ông bà tổ tiên dọn dẹp cây cỏ sạch sẽ, tu sửa đắp lại mộ phần, hay những ngôi mộ xây thì sửa sang, sờ lại, lau rửa sạch sẽ, thắp hương, lễ bái để tỏ lòng nhớ ơn tới công ơn của tiền nhân đi trước. Sắm sửa lễ cúng. Các lễ trong dịp Thanh Minh gồm lễ gia thân, gia tiền tại nhà, lễ âm phần long mạch tại nơi đặt phần mộ. Kể từ ngày Tết Thanh Minh năm 2021 cho đến hết Tết Thanh Minh, mọi người sẽ lựa chọn ngày để cúng lễ tại hai nơi đó và cúng tại nhà, tại mộ phần. Khi đến những nơi có đặt mộ phần của gia đình mình, các gia chủ đặt lễ vào chỗ thờ chung để lễ. Nếu nơi đó không phải là nghĩa trang, không có chỗ thờ thì cũng có thể dùng các thứ đôn, kệ để đặt đồ lễ mà cúng vái. Sắm lễ tảo mộ cho Tết Thanh Minh thường gồm hương, đèn, châu cau, tiền vàng mã, đồ mặn, rượu, hoa, trái cây. Một số nhà có thể làm mâm cơm cúng đầy đủ, hoặc cũng có thể có làm đơn giản chỉ với hoa tươi, trà, thuốc lá. Khi lễ ở ngoài mộ, hay ngộ ngoài mộ phần thì gia chủ có thể sắm đồ cúng ở vào một chỗ thờ chung, sau đó thắp nhang, đèn và thảm vái ba lần để tỏ lòng thành với quan thổ công thổ địa, rồi mới mời gia tiên trở về đọc bài khấn vái cho Tết Thanh Minh. Trong khi chờ hương tàn ở chỗ thờ thần linh, mọi người trong gia đình sẽ ra khu lăng mộ của gia đình để thắp hương và xin phép ông bà cho mình được dọn dẹp. Sau khi lễ cúng hoàn tất, mọi người có thể bắt đầu sửa sang, dọn dẹp. Khi tuần hương đã được 2/3 thì mọi người có thể tạ lễ, hóa vàng, xin lộc và ra về. Khi làm lễ tại gia, nếu là lễ cúng Tết Thanh Minh ngay tại nhà thì trước khi làm lễ, gia chủ nên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa và bàn thờ gia tiên. Mọi người nên chuẩn bị mâm cỗ ở nhà sẵn để cúng gia tiên, sau đó thắp hương khấn vái như các tập tục cúng kiến khác. Quan trọng là phải thành tâm và trang trọng khi làm lễ để thể hiện lòng thành kính với gia tiên, ông bà.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.